Xin chào anh chị và các bạn. Tôi là Huy Cường, là thủ lĩnh cao cấp của tập đoàn sức khỏe Siri và là thành viên sáng lập ra S69, hệ thống đang tham gia nhất Việt Nam với sứ mệnh chấn hưng sức khỏe dân tộc và khai sáng tiềm năng con người. Ngày hôm nay Huy Cường sẽ kể với anh chị và các bạn về câu chuyện về một người phụ nữ vô cùng vĩ đại. Và nói đến bà, Cường rất là ngưỡng mộ, rất là kính trọng và vô cùng yêu thương người phụ nữ đặc biệt này. Ngay từ khi 16 tuổi thì bà đã viết trên cánh cửa nhà mình là tôi muốn làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Mặc dù Tatiana Garakovskaya sinh ra trong một gia đình bố là viện sĩ toán học, mẹ là tiến sĩ tâm lý học, nhưng khi 18 tuổi bà đã bắt đầu thực hiện cái ước mơ của mình là làm kinh doanh theo mạng. Và đầu tuổi 20 thì bà đã tham gia sáng lập ra tập đoàn sức khỏe Siberi. Và ngày hôm nay thì bà đã thực hiện được ước mơ của mình. Nhờ tập đoàn sức khỏe Siri mà hàng triệu người trên thế giới đã được bảo vệ sức khỏe. Nhờ người phụ nữ xinh đẹp và thông minh với một trái tim yêu thương này mà hàng vạn con người cuộc sống chất lượng thực sự là tuyệt vời. Trong vòng 21 năm qua, nhờ những cái sản phẩm hữu ích mang lại sức khỏe cho con người, chất lượng cao, hiệu quả cao và giá thì vô cùng hợp lý, mà đã có hơn 500 người tham gia vào dự án xe hơi do bà tạo ra. Tập đoàn cũng đã tặng 67 chiếc Mercedes-Benz cho những nhà kinh doanh thành công của mình. Thưa chị và các bạn, Tatiana Garakovskaya là một biểu tượng về lòng nhân ái, là một người có một cái trái tim yêu thương, một người có lòng từ bi hết sức là cao cả. Và ngày hôm nay thì Huy Cường muốn chia sẻ, muốn kể với anh chị và các bạn câu chuyện về chủ tịch mà Cường cảm nhận, mà Cường đã gặp trực tiếp người phụ nữ này cho đến nay là 4 lần. Thưa anh chị và các bạn, thì lần đầu tiên Huy Cường gặp chủ tịch tập đoàn Tatiana Garakovskaya vào tháng 9 năm 2015. Tháng 9 năm 2015. Khi đó thì Huy Cường cùng người hướng dẫn của mình dự cái ngày hội kinh doanh thành công kỷ niệm 19 năm thành lập tập đoàn sức khỏe Siberi. Và cái sự kiện nó diễn ra 2 ngày, thì ngày đầu tiên thì Cường không được gặp chủ tịch. Và tại sự kiện này ấy, thì là Cường và đội ngũ của mình tưởng chừng như là không có cơ hội để được chụp ảnh cũng như là được nói chuyện với chủ tịch. Bởi vì khi đó thì đội ngũ Việt Nam còn rất là nhỏ, mà cái sự kiện thì nó lớn, nó tập hợp hàng chục quốc gia trên thế giới. Nhưng mà rất là may mắn, kết thúc cái sự kiện ngày đầu tiên ấy, được tổ chức ở một cái sân vận động, một cái khu liên hợp thể thao rất là lớn tại thành phố Saint Petersburg. Thì khi đó là khoảng cuối tháng 9 dương lịch, và trời ở Saint Petersburg thì bắt đầu lạnh rồi. Và cái ngày hôm đó ấy, thì ở bên ngoài cái sân vận động đó rất là lạnh. Khi kết thúc cái sự kiện, đây là cái hình ảnh chụp vào lúc cuối giờ chiều, tức là khi mà chúng tôi đã ra về rồi và ngồi bên cái cánh cửa của cái sân vận động đó để chờ đợi thủ lĩnh Anatoly và Olga Kim để đưa cho chúng tôi một số vật phẩm, sau đó thì chúng tôi về. Nhưng khi mà chờ đợi, bởi vì bên ngoài gió nó quá lạnh và chúng tôi ngồi sát cái cửa cái sân vận động đó để tránh gió, thì tự nhiên anh Huynh, cái người đàn ông mà đứng bên tay trái này, đứng một mình ấy, thì anh Huynh anh ấy ra, anh đập cái cửa sân vận động bù, bù, bù. Thì chúng tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra. Anh Huynh bảo chú thích. Thế là tất cả chúng tôi năm sáu anh chị em chúng tôi ùa vào bên trong. Và cái giây phút gặp chủ tịch đầu tiên mà tôi không bao giờ có thể quên được, đấy là chủ tịch nhìn ba cái người phụ nữ, trong đó có chị Ngọc, chị Đặng Việt Phương và chị Giang. Chủ tịch hỏi là các bạn có lạnh không? Bởi vì chủ tịch biết là bên ngoài gió đang rất là lạnh, mà nhìn chị Phương, chị Giang và chị Ngọc mặc phong phanh như thế này ấy, thì chủ tịch hỏi ngay các bạn có lạnh không? Nếu mà lạnh ấy thì tôi sẽ bảo nhân viên mua cái áo gió cho các bạn, đừng có ngại. Thì chủ tịch hỏi lần thứ hai thì cũng không ai trả lời gì. Anh Minh thì biết tiếng Nga, anh Minh dịch. Nhưng chủ tịch lại hỏi lần thứ ba là các bạn có lạnh không? Thì tôi sẽ bảo nhân viên mua cái áo gió cho, đừng có ngại.
Và lúc đó thì tôi ngại chủ tịch, cho nên chị Ngọc thì bảo chúng tôi cũng hơi lạnh, nhưng bởi vì tôi ngại chủ tịch cho tôi bảo là chị Ngọc em còn thừa một cái áo gió em có thể cho chị mượn chứ không sao đâu. Sau đó lần thứ tư chủ tịch lại hỏi lại các bạn đừng có ngại, tôi sẽ nói nhân viên mua áo gió cho nếu các bạn lạnh. Và lúc đó từ cái chi tiết nhỏ đó đã làm cho chúng tôi rất là xúc động. Và khi trên đường về là ai cũng rưng rưng nước mắt và kể về về chủ tịch với một cái người phụ nữ mà một cái sự kiện lớn như vậy, hàng trăm công nghìn việc, một cái tập đoàn đa quốc gia phải điều hành rất nhiều công việc mà quan tâm là với các cái tư vấn viên của mình một chi tiết rất là nhỏ. Hay sau đó thì chúng tôi chụp ảnh cùng với chủ tịch và có cái tấm hình này. Thì chúng tôi tưởng như là mọi chuyện nó sẽ dừng ở đây. Thế thì cái sự kiện ngày hôm sau ấy, đến buổi trưa ngày hôm sau thì cái chị đại diện tập đoàn của Nga ở Việt Nam, chị tên là Natia, tự nhiên khi mà kết thúc cái phần sự kiện buổi sáng xong đến buổi trưa, chị mời bốn người phụ nữ, ba người phụ bốn người phụ nữ đi, và tôi và anh Minh là trưởng đoàn, thế chúng tôi không biết là chị mời đi đâu, bởi vì nó không có trong lịch trình. Sau đó khoảng độ 5 phút đấy, thì các chị quay trở lại, với lại mắt ai cũng rưng rưng nước mắt, quay trở lại với cái áo gió trên tay. Và đây anh chị nhìn thấy không, bốn cái áo gió đấy, bởi vì là chủ tịch tưởng là chỉ có bốn người phụ nữ ấy, nhưng mà có một chị thì chị cũng tham gia vào đoàn chúng tôi gặp chị ở bên Nga đấy, và chúng tôi cũng mời chị tham gia vào đoàn của chúng tôi đấy, cho nên là thiếu một cái áo gió. Thế thì anh chị biết là sau đó thì cái chị Olga Kim ấy là người hướng dẫn của chúng tôi, chị ấy là người Nga, thì chị Olga Kim chị ấy kể là 4 giờ sáng hôm đó chủ tịch tập đoàn gọi điện hỏi Olga Kim là cái số đo trung bình của người phụ nữ Việt Nam là bao nhiêu anh chị ạ, và đích danh chủ tịch nói nhân viên của mình đi mua bốn cái áo gió này. Thực sự là cái chi tiết đó nó làm cho chúng tôi vô cùng xúc động anh chị ạ, cực kỳ xúc động. Và cũng nhờ những chiếc áo gió này ấy, mà các chị trong đoàn của chúng tôi không bị lạnh và đã thăm Saint Petersburg, thăm Moscow bằng chiếc áo gió này. Mặc dù hồi đó là cuối tháng 9 đầu tháng 10, nhưng mà tôi nhớ là vào ngày mùng mùng 5 tháng vào ngày mùng cuối xin lỗi là khoảng cuối tháng 10 đầu tháng 11, cuối tháng 10 đầu tháng 11 thì khi đó nó rất là lạnh, mà Moscow ấy cuối tháng 9 đầu tháng 10, đúng rồi, xin lỗi chị, cuối tháng 9 đầu tháng 10. Tức bình thường Moscow là khoảng độ mùng 5, mùng 6 tháng 11 thì có tuyết rơi. Nhưng mà hôm đó ấy là mùng 5 tháng 10 thì tuyết đã rơi rồi. Đấy, và nhờ cái chiếc áo ấm này, mà cái quan trọng nhất ấy là các chị và chúng tôi cảm thấy ấm lòng, ấm từ trái tim mình. Và chúng tôi cứ kể hoài những câu chuyện này, và ngày hôm nay nó là những cái món quà vô giá của chị Phương, chị Ngọc, rồi chị vợ anh Tỉnh và mẹ chị Phương. Nó là một cái món quà vô cùng quý giá, mà điều đặc biệt ấn tượng với chúng tôi đó là trăm công nghìn việc mà chủ tịch quan tâm đến những chi tiết rất là nhỏ. Đúng là một người phụ nữ vĩ đại, bởi vì bà thành lập ra một cái công ty, đó là công ty vì con người. Và cái câu chuyện thứ hai đó là vào tháng 9, cuối tháng 9 năm 2016, chúng tôi lại sang Saint Petersburg, sang Moscow, sang Saint Petersburg dự cái lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20 của tập đoàn. Khi đó thì tập đoàn sức khỏe Sibri đã thực sự hùng mạnh, đã mở rộng 25 quốc gia trên thế giới và đã có rất là nhiều thành công và nói đến lĩnh vực sức khỏe, đặc biệt là châu Âu, đặc biệt là Nga. Đấy, và ngày hôm nay ở Việt Nam thì người ta đều biết đến Sivaren Health, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới. Và khi chủ tịch chia sẻ ở cái lễ kỷ niệm 20 năm đó, thì khi nói về thành công, bà nói là thành công của tập đoàn sức khỏe Sibri không phải là có cái rừng nguyên liệu, không phải là có cái vùng nguyên liệu lớn nhất thế giới, cũng không phải có hàng trăm nhà khoa học nổi tiếng và giàu trí tuệ, cũng không phải là nhờ ba cái tổ hợp sản xuất khổng lồ, cũng không phải nhờ cái trung tâm dịch vụ hậu cần,
cũng không phải nhờ đến bà hay là giám đốc khoa học Yuri Hichev, mà bà nói rằng là thành công của Civilian Health ngày hôm nay đó chính là các bạn, đó chính là các tư vấn viên. Và tôi muốn được quỳ xuống đây thay cho lời tạ ơn, giống như ở Việt Nam chúng ta nói là sẽ gửi đến cho các bạn một lạy. Thực sự cái hình ảnh mà chủ tịch với một cái tâm vô ngã, một cái người nổi tiếng thành công như vậy mà quỳ trên sân khấu để thể hiện, để bày tỏ tấm lòng của mình với những tư vấn viên, với những người sử dụng cái sản phẩm Civilian Health, mà bà nói là gì? Tất cả được sự thành công của Civilian Health ngày hôm nay là nhờ các bạn. Chính vì vậy tôi muốn quỳ để sao? Để biết ơn, để tỏ lòng biết ơn tới tất cả các bạn. Khi mà lúc đó ấy, thì chủ tịch nói rất là nhanh, cho nên là cái anh bích anh dịch không kịp. Nhưng mà khi nhìn thấy hình ảnh chủ tịch quỳ là tôi đã biết là tại sao, tức là trong trái tim tôi cảm nhận là tại sao chủ tịch lại quỳ. Anh chị ạ, thực sự là hai cái lần gặp đó ấy, nó làm cho làm sao nó làm lay động trái tim của Huy Cường và những cái người mà trực tiếp gặp, cả cái đội Huy Cường gặp chủ tịch cũng thế, trái tim làm sao rất là lay động. Và đó là một người phụ nữ mà Cường có niềm tin tuyệt đối Cường sẽ đi cùng hợp tác với Tatiana Garofowska đến kết thúc cuộc đời này. Và cái hình ảnh cuối cùng Cường muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn về Tatiana Garofowska đó là ngày 2 tháng 1 năm 2016, thì sau khi trao 3 chiếc xe hơi cho người hướng dẫn của Cường, cho bản thân Cường và cặp vợ chồng tầng 1 của Cường, đó là anh Huynh chị Phương, thì tại cái sự kiện đó thường Cường được nhận rất là nhiều quà. Hôm đó được thưởng danh hiệu thủ lĩnh thì được một cái máy tính bảng, và có 8 người được chủ tịch tặng, nó không có trong chương trình, rất là bất ngờ, 8 người được chủ tịch tặng cái máy tính bảng. Thì và chủ tịch đích danh đó, viết và ký tặng Cường, và trên cái hộp xanh, cái vỏ máy tính bảng Samsung Galaxy này thì chủ tịch vẽ một cái trái tim ấy, và viết chữ International Leader, tức là chủ tịch muốn gửi gắm bằng tình yêu thương của mình, muốn gửi gắm là Cường phải trở thành thủ lĩnh quốc tế của tập đoàn sức khỏe Siri để cùng với tôi làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Và với tình cảm đó, với tình yêu thương đó, với sự quý mến đó, thì Cường học tập ngày đêm không ngừng nghỉ để cùng với bà mang lại tình yêu thương đến cho đồng loại, đến cho người dân Việt Nam, đến cho người dân khắp quả địa cầu này, và sẽ thực hiện được mà mục tiêu cũng như mong muốn của Tatiana Garofowska. Sẽ có một lần nào đó quý vị sẽ được gặp, nếu như quý vị chưa một lần gặp Tatiana Garofowska, quý vị sẽ cảm nhận được, các bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương của bà, cảm nhận được trái tim nhân hậu của bà, sẽ cảm nhận được năng lượng của bà. Và chỉ cần một lần trong đời gặp Tatiana Garofowska, tôi tin chắc là cuộc đời bạn sẽ thay đổi, bởi vì năng lượng của bà có khả năng chuyển hóa được điều đó. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo, và có những câu chuyện khác về chủ tịch Huy Cường sẽ kể với anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn. Huy Cường rất là yêu Tatiana Garofowska. Cái điện thoại Huy Cường dùng ngày hôm nay cũng nhờ Tatiana Garofowska. Cái máy tính bảng, cái laptop, cái xe hơi Huy Cường ngày hôm nay đang đi, rồi cuộc sống của Huy Cường và nhiều những con người tin đi theo Huy Cường đã thay đổi chất lượng cuộc sống cũng trực tiếp cũng như gián tiếp nhờ Tatiana Garofowska. Xin chân thành cảm ơn bà, và chào tạm biệt tất cả anh chị và các bạn.